Chào mừng các em đến với giờ học trực tuyến môn ngữ văn 7. Ở những tiết học trước, các em đã học về liên kết, bố cục và mạch lạc trong văn bản. Điều đó rất cần thiết trong quá trình tạo lập văn bản. Để tạo lập một văn bản, cần có những bước nào? Trình tự các bước ra sao để tạo được một bố cục rõ ràng, một văn bản mạch lạc và có tính liên kết? Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Tiết 15. Quá trình tạo lập văn bản. Phần 1. Các bước tạo lập văn bản. Trong một tình huống, em được nhà trường khen về thành tích học tập. Tan học, em muốn về nhà thật nhanh để báo tin vui ấy cho mẹ. Để mẹ em hiểu được việc phấn đấu đạt thành tích học tập của mình, em sẽ dùng kiểu văn bản nào? Nói hay là viết? À, trong trường hợp này, em sẽ dùng văn bản nói để trình bày. Vậy, ý nghĩa của việc tạo lập văn bản là gì? Các em hãy tìm hiểu thông qua hai tình huống sau. Tình huống thứ nhất, bạn em ham chơi game nên bỏ bê việc học hành. Em hãy viết một bức thư để khuyên nhủ bạn. Tình huống thứ hai, hôm nay là sinh nhật của em họ em ở quê. Em và em ấy rất thân nhau. Em hãy viết một tấm thiệp để chúc mừng sinh nhật em ấy. Thông qua hai tình huống trên, em hãy cho biết khi nào thì chúng ta có nhu cầu cần tạo lập văn bản. Đó là khi ta muốn giải bày tình cảm, khi có nhu cầu cần phát biểu ý kiến hay viết thư cho bạn bè hay viết một bài báo, vân vân. Từ việc tìm hiểu hai tình huống trên, ta có thể thấy được ý nghĩa của việc tạo lập văn bản. Đối với người nói, người viết, họ có thể trình bày sự vật, sự việc và bộc lộ suy nghĩ, tình cảm của mình. Đối với người nghe, người đọc, họ có thể hiểu được sự vật, sự việc và tâm tư, tình cảm của người nói. Để các em có thể vận dụng được các bước tạo lập văn bản, cô sẽ hướng dẫn các em tạo lập một văn bản cụ thể. Em hãy đóng vai Enrico, sau khi đọc bức thư của bố, em hãy viết lại cho bố để bày tỏ sự hối hận của mình. Bước đầu tiên, chúng ta cần phải định hướng văn bản. Các em phải xác định được rõ 4 vấn đề. Đầu tiên là xác định được đối tượng thông qua câu hỏi viết cho ai. Mục đích của văn bản là viết để làm gì? Nội dung văn bản là em muốn viết về cái gì? Cuối cùng, em cần xác định được cách thức triển khai của văn bản, tức là viết như thế nào. Quay lại đề bài vận dụng, em đang đóng vai Enrico viết bức thư cho bố. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi vừa đặt ra. Đối tượng hướng tới của bức thư là viết cho bố. Mục đích của lá thư là viết để bày tỏ sự hối hận và xin lỗi bố mẹ. Nội dung của lá thư là viết về sự hối hận của mình, nhận lỗi và mong được bố mẹ tha thứ. Về cách thức, đó là viết một bức thư. Khi đã định hướng được văn bản, chúng ta chuyển sang bước thứ hai, tìm ý và lập dàn ý. Với đề bài này, cần phải mở phần mở bài thì các em cần trình bày lý do viết thư cho bố. Con rất hối hận về việc làm của mình. Phần thân bài thì sẽ gồm các ý. Con hiểu việc làm của con đã làm bố mẹ đau đớn và khổ tâm. Con đã hiểu về tình yêu thương, sự hy sinh lớn lao của mẹ. Con thấy xấu hổ và nhục nhã khi chà đạp lên tình yêu thương đó. Kết bài có thể bằng lời xin lỗi. Con thành khẩn xin lỗi bố mẹ. Và lời hứa, con hứa sẽ trở thành đứa con ngoan. Tiếp theo, bước thứ 3. Diễn đạt các ý trong bố cục thành câu văn, đoạn văn. Việc viết thành câu ấy cần đạt được những yêu cầu sau. Đầu tiên là đúng chính tả, đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, sát với bố cục, có tính liên kết, có tính mạch lạc, kể chuyện hấp dẫn và lời văn trong sáng. Bước thứ 4 là bước cuối cùng. Chúng ta sẽ kiểm tra lại văn bản vừa được tạo lập.
Trong sản xuất, bao giờ cũng có bước kiểm tra sản phẩm. Một nhà văn sau khi viết xong tác phẩm, bao giờ cũng kiểm tra lại bản thảo. Em thử suy nghĩ xem, có thể coi văn bản là một loại sản phẩm cần được kiểm tra sau khi hoàn thành không? Nếu có, thì sự kiểm tra ấy dựa theo những tiêu chuẩn cụ thể nào? Mục đích kiểm tra là để làm gì? Ta cần kiểm tra văn bản dựa trên những tiêu chuẩn như là xem các yêu cầu ở các bước 1, 2, 3 đã đạt được chưa? Có cần sửa chữa gì không? Văn bản đã đạt hiệu quả cao trong giao tiếp chưa? Nếu có thì chúng ta sẽ sửa chữa lỗi sai, bổ sung phần còn thiếu. Khi tạo lập văn bản, khó tránh khỏi những sai sót. Bước kiểm tra rất quan trọng đấy các em ạ. Tóm lại, trong quá trình tạo lập văn bản, thì chúng ta sẽ được khái quát thành sơ đồ sau. Đầu tiên là cần thực hiện đủ 4 bước: định hướng văn bản, xây dựng bố cục, diễn đạt thành các ý thành lời, kiểm tra chỉnh sửa. Ở phần định hướng văn bản, các em cần trả lời 4 câu hỏi. Về đối tượng, viết cho ai, về mục đích, để làm gì, về nội dung, về cái gì, về cách thức là như thế nào. Xây dựng bố cục, cần phải rành mạch, hợp lý, đúng định hướng. Diễn đạt các ý thành lời văn thì câu văn phải chính xác, trong sáng, có mạch lạc, liên kết chặt chẽ. Kiểm tra thực hiện các bước 1, 2, 3, sửa sai, bổ sung chỗ còn thiếu. Tất cả những điều trên đều được thể hiện rõ trong phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 46. Cô sẽ hướng dẫn các em sửa một số bài tập trong sách giáo khoa. Chúng ta mở sách giáo khoa ra nhé. Bài 1, trang 46. Chúng ta sẽ trả lời lần lượt các ý trong câu hỏi. Câu hỏi trong bài tập: khi tạo nên các văn bản, điều em muốn nói có thật sự cần thiết không? Điều em muốn nói rất cần thiết vì đó là nội dung của văn bản. Câu B, em đã thấy mình thực sự quan tâm đến việc viết cho ai chưa? Việc quan tâm hay thiếu quan tâm có ảnh hưởng tới nội dung và hình thức bài viết như thế nào? Chúng ta cần quan tâm đến đối tượng vì nó ảnh hưởng tới cách xưng hô và cách dùng từ trong bài viết. Câu C, em có lập dàn bài khi làm bài văn không? Việc xây dựng bố cục ảnh hưởng như thế nào đến kết quả làm bài? Xây dựng bố cục, tức là lập dàn ý, rất là quan trọng để có được một bài văn hoàn chỉnh. Câu D, việc kiểm tra sửa chữa có tác dụng gì? Khi mà sự kiểm tra sửa chữa lỗi sai thì chúng ta sẽ bổ sung được phần còn thiếu. Bài 2, trang 46. Có một bạn khi báo cáo kinh nghiệm học tập trong hội nghị học tốt của trường đã làm như sau. Bạn chỉ toàn kể lại việc mình đã học như thế nào và đã đạt được thành tích gì trong học tập. Bạn luôn hướng về phía các thầy cô giáo, luôn nói thưa các thầy cô để mở đầu mỗi đoạn và lúc nào cũng xưng em hoặc con. Theo em, như thế có phù hợp không? Nên điều chỉnh như thế nào? Bài viết của bạn không phù hợp vì bạn đã định hướng sai trong bước 1, cụ thể như sau. Các yêu cầu cần định hướng là gồm 4 bước: mục đích, nội dung, cách thức, đối tượng. Thì bạn đã định hướng như sau. Về mục đích thì bạn viết để tường thuật lại quá trình học tập của bản thân. Về nội dung là bạn báo cáo thành tích học tập. Bạn xưng hô thầy, em hoặc là con. Về đối tượng là bạn viết để hướng tới thầy cô. Thì đó là cách định hướng sai. Vì chúng ta sẽ chỉnh lại cách định hướng này sao cho đúng. Mục đích là viết để truyền kinh nghiệm học tốt. Mà truyền kinh nghiệm học tốt cho ai? Đó là cho bạn bè. Nội dung, báo cáo kinh nghiệm học tập. Cách thức, xưng hô là bạn, mình. Và đối tượng, cô nhắc lại một lần nữa, đó là viết cho bạn, viết cho các bạn của mình. Bài 3, sách giáo khoa trang 46-47.
những lưu ý khi lập dàn bài. Là các câu trong dàn ý phải rõ ràng, ngắn gọn nhưng không cần thiết phải đúng ngữ pháp, chỉ cần là cụm từ thôi, không nhất thiết phải liên kết chặt chẽ với nhau. Các phần, các mục lớn nhỏ trong dàn bài được phân biệt với nhau qua một hệ thống ký hiệu nhất quán và việc trình bày các mục cần phải thống nhất, rõ ràng, rành mạch, hợp lý. Dàn bài mẫu yêu cầu cần phải có bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Trong phần thân bài là phần trọng tâm thì cần có những cái ý lớn. Trong ý lớn thì chúng ta triển khai thành nhiều ý nhỏ. Chúng ta chuyển sang phần 2 la mã là luyện tập tạo lập văn bản. Cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện thực hành một cái đề bài viết thư cho một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình. Đây, sau đây là gợi ý các bước. Bước thứ nhất là định hướng văn bản. Các em phải xác định được đối tượng tiếp nhận văn bản, đó là một người bạn ở nước ngoài. Mục đích của văn bản, em sẽ giới thiệu để bạn hiểu hơn về đất nước mình. Nội dung viết, là viết về gì? Truyền thống lịch sử, phong tục tập quán, nét đặc sắc về văn hóa, cảnh đẹp thiên nhiên. Cách viết, hình thức, đây là một bức thư. Các phương thức biểu đạt được vận dụng là biểu cảm, tự sự, miêu tả, thuyết minh. Bước 2 là tìm ý và lập dàn ý. Đầu thư thì em sẽ ghi địa điểm, ngày, tháng, năm, chọn cách xưng hô cho phù hợp, rồi nêu lý do viết thư. Trong phần nội dung bức thư thì chúng ta sẽ hỏi thăm về bạn, đất nước của bạn, giới thiệu với bạn về cảnh đẹp, về đất nước của mình, đó là những cảnh đẹp nào? Những cảnh đẹp đó có những nét đặc sắc nào? Giá trị của những cảnh đẹp đó ra sao? Chúng ta sẽ kết hợp miêu tả và biểu cảm. Phần C là phần cuối bức thư. Thì các em sẽ gửi lời chào, lời chúc và lời hứa, gợi lý do để bạn nhớ đến đất nước mình, mời bạn đến thăm nước mình. Bước 3 là tạo lập văn bản. Thì các em sẽ viết phần đầu thư, rồi viết sau đó viết tới phần chính bức thư và cuối cùng là viết phần cuối bức thư. Cuối cùng là các em sẽ kiểm tra lại cái bức thư của mình vừa mới viết, xem có cần phải sửa lỗi gì hay không, có cần bổ sung thêm ý gì không để bức thư mình được phù hợp nhất, hợp ý của mình nhất. Và sau đây là phần nội dung ghi bài của các em. Chúng ta sẽ ghi vào tập và làm cho cô một bài tập về nhà, đó là viết thành một cái bức thư hoàn chỉnh dựa vào những gợi ý mà cô vừa mới hướng dẫn các em ở phần trên, với đề bài là viết thư cho một người bạn để người bạn hiểu về đất nước mình. Bài học hôm nay đã kết thúc. Chúc các em học tập tốt.